Chào mừng các em quay trở lại với khóa học tiếng Anh lớp 6 trên trang web olm.vn. Chúng ta tiếp tục bài 3. Unit 3. Where's the shark? The real world. Các sinh vật sống trong đại dương đang bị đe dọa sự sống rất nghiêm trọng bởi rác thải con người thải ra. Cứu lấy đại dương chính là cứu lấy sự sống của loài người trong chủ đề lần này chúng ta sẽ học về Save the ocean. giải cứu đại dương phần đầu tiên từ vựng ngoài những động vật đã học ở bài trước các em có biết các sinh vật biển nào khác không chúng ta hãy tìm hiểu thêm các loài sinh vật dưới đại dương tiếp trong bài ngày hôm nay thay vì có chân để đi trên mặt đất rồi biển có những cái chân giống như mái chèo Sea turtle. Cá cúi hay cá đu gông là một loài vật trông rất đáng yêu, ngộ nghĩ. Con vật này thì rất quen thuộc với các em. Squid. Octopus. Shrimp. Lobster. Tôm hùm, loài tôm rất to và rất đắt. Và đây chính là chai sò. Clam. Các em có thấy con cá này quen thuộc không? Đây chính là cá hề. Clownfish. Con cá là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình Đi tìm Nemo. Sea turtle. Dugong. Squid. Octopus. Shrimp lobster clam clownfish Cô đố các em biết trên trái đất có mấy đại dương? How many oceans in the world? Trên thế giới có tất cả 5 đại dương. Chúng ta hãy xem đó là các đại dương nào. Đại dương đầu tiên là đại dương lớn nhất thế giới, kéo dài từ bờ biển Việt Nam sang bờ Tây của châu Mỹ. Đây chính là Thái Bình Dương. Pacific Ocean. Đại Tây Dương là đại dương lớn thứ hai trên thế giới, được bao quanh bởi châu Mỹ, châu Âu và châu Phi. Atlantic Ocean đại dương lớn thứ ba đó chính là ấn độ dương nó nằm ngay dưới bán đảo ấn độ Indian Ocean đại dương thứ tư bao quanh châu nam cực đây chính là châu đại dương Southern Ocean và cuối cùng đó chính là Bắc Băng Dương nằm phía cực bắc của trái đất. Arctic Ocean. Khi cô trải thẳng tấm bản đồ trái đất ra, thì cô có đây chính là khu vực Thái Bình Dương. Pacific Ocean. Khu vực này chính là Đại Tây Dương. Atlantic Ocean. Chỗ này chính là Ấn Độ Dương. Indian Ocean. Vùng ở phía cực nam chính là Nam Đại Dương. Southern Ocean. Và cuối cùng, ở trên phía cực bắc chính là Bắc Băng Dương. Arctic Ocean Bây giờ, các em hãy làm bài sau. Rùa da hay rùa lít là loài rùa biển lớn nhất và cũng là loài bò sát lớn thứ tư sau ba loài cá sấu. Tiếp theo đây chính là con cá cối. Bây giờ, các em hãy nghe về hai loài vật này và chọn đáp án đúng. There are seven kinds of sea turtles. Leatherback sea turtles are really big and are up to 2.5 meters long. They live in the Pacific, Atlantic, and Indian Oceans. Dugongs are shy animals. That live in the oceans near East Africa and Australia. They grow up to three meters long. They live up to 70 years. Other names for dugongs are sea cow and sea pig. There are seven kinds of sea turtles. Leatherback sea turtles are really big. Loài rùa da vô cùng to lớn. đáp án A. They live in the Pacific, Atlantic, and Indian Oceans. chúng sống ở khu vực Thái bình dương, đại tây dương và ấn độ dương. về loài dugong. dugongs are shy animals. dugong là một loài động vật rất ngại ngùng. đáp án A. They live up to 70 years. Chúng sống lên đến, đến 70 năm. Other names for dugongs are sea cow and sea pig. Tên gọi khác của dugong chính là lợn biển hoặc bò biển, sea cows. Chúng ta cùng chuyển sang phần thứ hai, phát âm. Pronunciation. Hôm nay chúng ta sẽ học cách phát âm There. được viết đầy đủ là They are và there are các em hãy cùng đọc lại theo cô lần thứ hai there. there 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 are there are các em hãy nhớ there là chủ ngữ chỉ chúng là gì còn there are dùng trong câu nói về số lượng Cô có hai câu sau. There are six sharks. Their sharks. Các em hãy đọc lại theo cô. There are six sharks. Their sharks. Tốt lắm. Bây giờ các em hãy nghe và điền đáp án đúng vào chỗ trống. 1. There are 500 fish in the tank. 2. They're in front of the rock. 3. Bear in the seaweed. Four. There are seven kinds of sea turtles. Đáp án câu sẽ là... One. There are five hundred fish in the tank. Câu high, Two. They're in front of the rock. Câu ba. 3 Three. Bear in the seaweed. Và câu cuối cùng. Four. There are seven kinds of sea turtles. Tốt lắm. Vậy trong bài này, chúng ta biết thêm về các loài động vật sống trong đại dương cũng như đi tìm hiểu thêm về năm đại dương trên thế giới. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo trên trang web olm.vn.